Quá trời luôn, nguyên một giỏ. Hello cả nhà. Sang xách cái chày chiều nay đi ra cắt rau muống nè cả nhà. Sang nghĩ là rau muống cắt đợt này nữa là chắc dẹp nó luôn để trồng rau mùa thu nè. Tại vì mấy bữa nay lạnh lạnh cái lá của nó bắt đầu vàng vàng, nó khựng khựng lại rồi đó, hết mùa rồi. Mà nhìn cũng quá trời tốt nè, không có được xum xuê mập mập như mùa hè. Cái này mà cắt một đợt nữa là chắc Sang nghĩ là bứng lên được rồi nè, nó cũng còn tốt lắm. Nhưng mà lạnh này chắc nó khựng lại. Khựng lại nó đẹp rồi đó, nó không có mập mà nó dài mà mau lớn giống mùa hè nữa. Thiếu nắng. Ít nắng rồi nó lại lạnh, cái này tối xuống còn có mười mấy độ. Như bữa hổm giờ tính ra mình thu hoạch cái này cũng được mấy đợt rồi ha, Ba bốn đợt vậy đó. cũng được vậy á. Tao muốn ba chạc. Nó muốn ba chạc, không biết sao kêu ba chạc, chắc ba nhánh hả. Chắc phải. Thấy trồng rồi nó cũng giống như mấy cái rau muống mình mua trồng mấy năm trước vậy thôi. Này tiếp tục này ai vô ăn lẩu chứ ăn thường nó lâu hết. Canh chua xào thiếu gì Chua thế, nhìn nó nhiều quá cho nó dột. Mùa này á bắt đầu rau muống ngoài shop bán mắc rồi đó nha, hay là lạnh này rau thơm rau muống thì bắt đầu mắc rồi đó. Nó không có được mọc ú như hồi mùa hè ha, nhưng mà nó ngay nó cũng lâu già tại lạnh á, nó thường thường lại ngon không. Này cắt vô xong rồi bắt đầu là Sang đang ươm tầng ô đó, bắt đầu trồng rau mùa thu đông. Mùa thu đông thì mình trồng tầng ô, xà lách son, mấy loại cải ngọt, cải xanh, rồi cải phụng rồi đó. Rau muống này thì Sang có video chia sẻ cách ươm hạt rồi cách trồng rau muống, để Sang để dưới đường link ở dưới video nha. Ai muốn xem thì xem. Mùa này mà mấy cái mận nó cũng tốt cái này. Mận hả? Trồng trong cái chỗ bên cạnh này. À cái mận trắng. Mận trắng. Đáng lẽ là năm nay nó có được vài trái Sang tính mà để giống để vài trái ăn thử đó, nhưng mà Sang thấy nó nhỏ mà thôi. Cái đó cái mận trắng. Mới trồng có mấy tháng, năm tới nghĩ chắc để giá trái được rồi ha. Cái này á, mọi người bứng nó lên,
bứng mấy cái gốc rau muống này lên nè, cái mình cuốc đất. Cuốc đất xong rồi đổ cho khoảng chừng nửa bao phân bò. Ăn bao gì cũng được chứ, nguyên cái garden bed này nè. Rồi để một nhúm phân rau củ, phân bột đó, hoặc là blood and bone trước khi mình trồng rau mới. Lấy rễ đồ ra. Trồng hết đợt rau này tới đợt khác vậy đó. Mỗi lần mình trồng thì mình phải làm đất lại. Đó. Rồi nhìn xài rau muống thấy ham. Rồi bây giờ đi qua đây hái mấy cái trái ớt đĩa bay ở bên đây nè cả nhà. Cái này là tới 3 cây ớt đĩa bay mà bữa nay nó chín đỏ cây hết trơn luôn, nhìn đẹp thiệt. Nó có trái, nó bị chín quá trời, cái nó bị héo luôn, nó khô luôn à. Đó, thấy thương không? Cái này là loại ớt ngọt nha cả nhà, chứ không phải ớt cay nha. Trời dưới đây cái lòng thòng nhiều quá trời trái ha. Sai cái loại này được cái là nó sai trái, nó sai trái lắm nè. Cái ớt này là sang mà trồng lại cuối năm rồi nè, chứ đâu có phải mua cây mới đâu. Mùa đông tới này nè, cái mình cắt vô chừng, bỏ chừng khoảng phân nửa cái cây thôi. Đó, cái mùa xuân mình thêm đất, thêm phân vô cho nó là nó ra tược mới, tiếp tục nó sống. Trên đây mà vậy cũng còn đang ra tược, ra bông nè, thấy không? Ớt này sai trái lắm. Đó, qua cây bên đây. Hốt lần hai ba trái cắt đó mà. Sai trái ghê. Hai hoài không hết. Như loại này có màu vàng đó không? Hay là nó chưa không, chín cái loại đâu này màu đỏ không à? Nó chưa chín thì nó, lúc nó chín nó ấy nó màu xanh, cái từ từ đổi qua cái màu hơi cam cam. Màu cam cam giống gì nè. À, cam cam giống gì nè, bắt đầu nó đổi ra màu đỏ nè, thấy không? Nó giống như cái trái ớt cây của mình vậy thôi. Đẹp ghê. Hái này phải nhanh tay chứ, hơi hái chậm nó lâu quá. Này là sang lần nào sang thu hoạch thì sang cũng nói hết trơn á. Mỗi một mình khi mình hái vô vậy nè, mình có thể cắt cái phần cuống ở trên đó, mình móc cái hột đó ra, xong rồi mình dùng thịt hoặc là dùng chả cá chiên xếp dầu hào. Nó còn thôi mình xào không cũng được. Mình sang thì sang hay dùng chả cá lắm, hoặc là dùng thịt nữa. Ăn không ngán, chiên xách dầu hào á, ăn mặn ngọt ngọt.
chỉ có cách đó thì mới ăn nó mới nhanh thôi, chứ còn cái này này ớt ngọt mà mình làm salad ăn cũng không có hết, xào ăn cho nó mới nhanh. Ủa, chùm này ba trái luôn quá trời. Cây này sai trái nhất á, chị trái luôn, cây nó mập kìa, to quá trời, quá trời. Cây này nè, thấy không cả nhà, thấy không, cái dưới của nó là cái thân nó quá bự luôn à. Cây này cũng là 2-3 năm gì rồi, trồng được ăn được cắt được hai đợt hay gì đó, trồng lại á. Mùa đông nó cũng không có nó giống ớt nhà, ớt nhà cây vậy đó, cứ để vậy quanh năm, cứ để hết là năm tới năm khác. Cái gì mình phải cắt mấy cái phần, cắt cái chừng phân nửa cây cho nó, nhưng chừa mấy cái nhánh xanh xanh chút, đừng cắt sát quá đó. Rồi tới luôn khoảng như mùa xuân á, cái bắt đầu thêm đất cho chậu nè, thêm phân rồi vô, bón phân gà rồi vô. Bón phân gà, thêm đất cho nó là nó ra bông ra trái tiếp. Đó, sờ hơn nửa vỏ à, thấy chưa, những trái sai dễ sợ lắm. Đẹp chưa, trồng có 3 cây ăn mệt xỉu. Trái quá trời trái. Quá trời sai luôn. Ngay mỗi tay lên mình coi nè, đẹp. Đẹp ha. Nó cũng giống cái hoa hồng mà cũng giống cái đĩa bay. Cái này á, Sang hay ở nhà mà Sang ăn ớt chuông mà sao không có hết á. Sang hay lựa mấy cái trái mà chín mùi gì nè, mình lại mình lấy cái hộp bỏ cái vỏ đó mình xay nhuyễn ra, mình lấy cái nước đó mình ướp thịt, mình kho thịt kho trứng đẹp lắm, màu đẹp lắm. Như Sang cũng có cái video kho thịt kho trứng bằng ớt chuông á. Hay gì mình để mình kho bằng, cũng kho bằng nước dừa vậy đó, nhưng mà có thêm cái màu ớt chuông liêu này nó đẹp lắm. Có cái trái này tự nhiên màu cam cam đẹp quá ha. Đó, chưa chín hung nè. Đó, nguyên một vỏ ớt đĩa bay đẹp thiệt chực chứ. Bữa nay là bội thu ớt đĩa bay nè. Đó, cây ớt Sừng Trâu này trái quằn nhánh luôn nè. Thấy không? Cái này Sang thấy nó để ớt Ấn Độ xanh cay chứ ăn thấy đâu cay gì lắm đâu. Cái này em vô làm nước mắm thì đẹp, có màu có mè đó, nhưng cũng phải thay cái pha thêm cái ớt cay vô, cái này có màu thôi à. Này làm nước mắm ok. Em bớt bỏ phân gà nhiều vô cho nó cay. Nó để Indian chili mà không thấy cay. Trái cũng nhiều ghê. Ừ. Cây ớt nó lẹo xẹo gì nè, mà đâu có phải cắt bằng kéo. Có nhiều người cứ vô trong cái video của Sang cứ nói hoài sao không cắt bằng, không hái bằng tay mà cắt bằng kéo. Trong vườn nhà Sang thì Sang trồng cây, Sang trân quý nó lắm. Mình trồng, mình chăm sóc, mình cưng nó, mà trồng cái cây cũng phải phải trân quý nó chứ. Nghĩ sao cái nhánh gì mà nắm vật hái còn gì cái cây người ta. Đó, mỗi người thu hoạch cách khác nhau, không có ai giống ai hết trơn á. Sang là Sang cắt bằng kéo gì thôi nè, cái nào mà cảm thấy cắt bằng tay được thì Sang mới hái bằng tay. Như cái gắn hẳn như nhánh ớt này đi, nó nhỏ xí mà hái bằng tay còn gì cái cây ớt.
nó gãy hết nhánh. Ồ, nguyên vỏ ớt chuông nữa trời nè. Rồi chiến lợi phẩm chiều hôm nay đi ra vườn thu hoạch được bao nhiêu rau nè cả nhà. Ở trên đây là một mớ rau muống cuối mùa. Đó, đợt chót rồi đó. Nhiều đây ăn là mệt xỉu luôn. Còn ở dưới đây cũng bội thu ớt đĩa bay. Với thêm được mấy trái ớt sừng. Rồi Sang tạm dừng video ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất của Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye. Rất.